Vậy nó bằng bằng lúc đóng tay à. Vậy có con nói nhỏ vậy chưa? đâu có ghê, nó tuổi tuổi nó đồ nó đủ mà có một cuốn chiếu bằng một sạp da bò vậy nó nói xạo đó. Bự vậy nè, nhỏ nhỏ giờ dài giờ dạ. Có con rít mà cái càng rẻ không là cái càng nó cũng 7-8 kg vậy đó. Mà ông nói gì bắt bà Phi còn một mỗi lần ta đi bắt rít ta giam câu hoài bắt như thấy vợ nhận hầm á, ba ông đào cũng hang hang y gan hang cá ngổ đó, đè lấy cây đè đó, bắt con nhận hầm nữa nắm ngàn khổ nó như con cua nè, nó kẹp một cái nhức dài nọc như dài nọc nhiều rắn dữ lắm bự thì nhớ này nhanh đọc mày muốn bắt nó ha, mày đi theo theo dưới cát mà nó được rồi quay được mày dòm thấy có biết à, mới tôi nói rượu mẹ cho núi gì đó cái hổ dữ chà, có hàng hàng đó lắm nó giăng chỉ nhỉ lắm lừ quay phiên quay phiên hôm qua ờ quay phiên thấy nó nói đào chú chừng nhiêu rồi gặp nó là hàng cái đó là mà con nhện nhện hồng người ta nói nhện hồng đó ha. Nhện hầm đó mà chị nào bắt con coi cho làm gì nuôi đang nấu làm gì nuôi không hay vô nữa mới tới nhà hùng phải không hả nhà hùng hay chú xu á nhà hùng hay chú xu nó ở ngang bảy cầu á không bây giờ nó dời xuống dưới ba chút rồi ờ thì dưới chút rồi ba chút từ cái chùa gì nè chùa Phi Lai hả ba chút là cái đường ngã ba lộ tẻ đi qua ngay chùa ngay chân cái chợ cái me đó nghe chợ cái me nó có cái đường đi bây giờ nó có để cái cống cây me đó đó là đó đó là đó cầu nó cống cái cầu cái me cầu bự lắm đó cái lộ tao bây giờ đi vô có ngã hả ra đường nào lên tao chút đầu tiên qua là cầu bây giờ nó nằm cống lại rồi đi vô cống cây me chỗ bảy cầu của mình nó mới qua ba chút mới đi ăn trước cái cầu tổ của đĩ mẹ hồi xưa cũng cầu nữa hồi xưa cũng cầu cái me nữa chứ đâu bây giờ nó bắt còn bự hơn mày chạy ha mày chạy ngang mấy người ta đụng cái nước chuyện nhiêu chạy sáng giả nước cầu cái me là dì Tư ở đó đó đúng không canh vô mà tay ở đó mình xuống dưới đó ờ xuống chơi cầu cơ gặp chút người chân con quỷ ừ. Lên tôi với thằng Lý nhảy một cái mua sập cái giường đó nó nghe mấy đứa này đó là nó còn nhỏ còn có mười mấy tuổi hả mà chơi cái đó trong trong sách á phải bịt mắt lấy chân bám bịt mắt hai đứa lại rồi hai đứa mới để lên mình có dán hòm đồng đẻo mình lấy đồng tiền hồi đó đồng tiền có giấy thống tròn tròn nè có đồng tiền gì đó hai đứa để hai ba nó chạy nhập nằm im đừng động đậy nó là nó xẹp vì vậy còn đi chơi nữa ta lấy ở thuốc nam ta giặt cái giống lòi nó ngộ thì lóc lòi không lóc lông thì thèm nữa thèm phần nổ biết gì không trùi để tao qua giọng đưa thôi tao định mở mà không bố rồi sao ba được cây quạt cho ba chứ cái bộ bữa nay nó còn xả rồi mới được hả ừ bữa nay nó còn xả thì đi được cũng đỡ giò cắn nhức mỏi đây là bà thả đám bớt đây. Còn bộ xương khô con ngoài còn bộ xương khô bà cũng ốm vậy nào uống sữa kiểu đó mà ê ước nguyện của ông ngoại là làm sao
nếu cha mẹ chết làm y lời này phải thầy biểu không? Nếu cha mẹ chết làm y lời này ha, thầy biểu ha. Lời truyền hóa của thầy. Lời truyền bác của thầy. Bông hoa cầu Phật để về đi chôn. Bông hoa cầu Phật để về đi chôn luôn. Hiệp hiệp dây. Hiệp dây ha. Ừ, hiệp dây đi chôn làm đó. Gom anh em lại đi chôn. Gom anh em lại khiên đi chôn ha. Ừ. Còn mình muốn đãi làng thôn thì tỉ đáp ngôn của người. Dạ. Tỉ, mình muốn đãi làng thôn bằng bò bằng heo. Ừ, mình muốn đãi làng thôn thì muốn bằng bò bằng heo vậy là mần. Sao nữa? Thầy biểu mà. Thầy biểu, lời thầy biểu vậy đó ha. Ừ. Thầy có nhiêu thôi. Ừ. Ông ngoại có sợ không? Không. Không sợ hả? Không phải, ông ngoại nói gì, mười phần gì, ông ngoại nói coi. Mọi người gái vẫn còn 3. Ừ. X2 còn 1. Mỗi gần phải Thái Bình. Ừ. Thì chắc bây giờ chắc cũng tới rồi. Tới tới rồi bạn, chơi liều mạng. Liều mạng luôn ha. Liều thiết mạng già này, còn gì nữa không liều. Mà liều về liều về liều tướng sao? Liều chốt chứ sao liều tướng? Tướng ở đâu? Tướng đâu? Vậy lần nữa anh dặn lại vậy với anh hai anh ba rồi với mấy thằng nói vậy đó ha. Thằng nó bé hai rồi. Nó bé hai rồi hả? Rồi bé hai nó sao? Nó cũng làm ta. Nó cũng làm vậy luôn hả? Nó làm y như lời tao nói. Vậy hả? Nói lại dùng bé hai rồi nữa bé hai làm y như lời tao nói vậy. Y da y gan là ba dặn vậy ha. Hả? Ừ. Cái lúc đó trồng dưa nhỏ xíu không? Thấy đúng mày à. Thấy mày đang cạo cạo phải không? Ừ. Ừ, bữa nay hớt tóc cho ngoại. Người ta không biết về thì sao. Ừ. Cái tóc này là dây trùng không này? Ừ. Này bà Bảy. Bà Bảy xuống tóc cho ngoại. Thả tóc. Thả tóc ở Sài Gòn. Rồi, đặt lại xuống luôn. Chồng đó có lấy gói gì à? Cái gói này.
có rồi, cái đó bỏ đi. Có ai nhìn mặt lần cuối ra nhìn cái cho anh em điểm luôn nè. Có khăn áo gì không? Gương cái hay cái chim cái đầu à? Khăn áo gì á? Khăn áo còn có nhìn ra trước đó chị. Rồi chú ra sao chú đứng giờ mình lên đi. Đứng giữa giờ nó mới ngay. Hẹp ra cho chú giờ mới hẹp. Được chưa chú? Kéo gói này kéo qua đây cái gì? Gói được cứng rồi đó. Rồi. Vậy đó ha. Rồi con cháu nhà có ai dòm ra dòm cái nó đậy lên luôn, luôn nha. Sao có ghe nhìn mặt không? Có ai nhìn ghe trước nhìn đi. Ghe ra đây nhìn lần đi rồi cái đây là. Rồi cái mùng này nãy đâu? Cái mùng. Rồi đã dưới đây đi. Rồi dẹp giùm cái trống này đi. Mình về qua nay rồi cho nhắc cái hòm cho đó mà nó đi ra được chứ. Cái rề qua bể rã rồi. Thôi bây giờ sao khiêng ra ngoài đi. Vậy cái thọ vô. Không có kéo, con gặp hết. Cái này mình bây giờ ra ra đứng ra ngoài chút. Đứng ngoài dòm vô nó mới ấy. Đứng ra mình dòm nó không có ấy. Đứng ngoài dòm vô thẳng vô á. Mình cảm giác thẳng là được. Đây được mà. Khi mà có một phát ngài qua chút chút. Còn đừng chơi được chưa? Chợ Tám của Sảnh Thạnh cũng còn đến đây trước là để chia buồn với gia đình, sau là đưa cũng có
ông về nơi nghỉ cuối cùng. Thì trong nhà cũng có đặt ra một cái mâm lễ vật là một cái thuốc, một quạt xà bông và một cái bô thơ. Thì quạt xà bông thì anh em chúng con nhận đi giặt giũ quần áo khang trang mới mẻ đó này còn lắm khác. Còn cái thuốc này anh em chúng con chia nhau trên đường về múc, cũng như là kỷ niệm ngày là hôm nay là có tới phụ giúp với gia đình. Còn cái phần tài ngân này á thì anh em chúng con để vô quỹ để quần áo chống chi có hư hỏng thì anh em chúng con sắp sửa cái mới. Dạ xin hết. We'll be right back.
Thank you.
lên thẳng qua bên đây á. Trời ơi, nè giờ thức này luôn rồi chồng ơi. Dễ lên. Rồi, để xuống nè. Rồi đẩy làm sao xếp ơi. Rồi, làm sao coi. Xếp nó đi. Rồi, thôi, giờ thức sao. Rồi ok luôn đó, rồi lấy cái xô chồng vô nè. Rồi ai đội tan bước ra trước cúng. Dẫn dòng linh A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Nhất Thập Nhất Vạn Cửa Thiên Ngũ Ba Động Danh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Dẫn dòng linh A Di Đà Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Nhất Thập Nhất Vạn Nhất Vạn Nhất Thiên Ngũ Ba Động Danh. Ông đứng ngoài trước, ông nhìn vô đó đó, ông nhìn vô đó, ngay là được đó.